Các bạn có trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá, chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe luôn thành công nha. Mình làm mình review cá viên chiên, cá viên ba sa vị thì là nha. Đó, đây là trong cái cá viên này có vị thì là khối lượng 200g nha. Giá là 16.800 và 17.000 này. Nó có thịt của cá ba sa này, nước đá này, rau thì là này. Đó, các loại chất nha, chất xơ, chất chống oxy hóa rồi hành tiêu tỏi nha. Cái này có thể dùng để chiên này, hấp, nấu canh hoặc chế biến thành các món khác nha. Cái này phải bảo quản ở ngăn đá nha. Ngày sản xuất là mùng 1 tháng 8 như này, 2023 này. Đó. Hạn sử dụng là 1 năm nha. Đó. Kể từ ngày sản xuất. Cái này là sản phẩm sử dụng sản phẩm trong 24 giờ sau khi mở gói này. Đó, giờ mình sẽ mang đi làm chín nha. Ngày thứ nhất review mọi người xem tiếp nha. Cái này mình mới hấp lên này. Đó. Kiểu như mình nấu nước lẩu rồi bỏ vào á. Mình sẽ cho mọi người ăn nha. Nhìn đã không? Cái cá viên bình thường là nó một màu trắng, còn cái này có thêm lá thì là thì thêm mỗi đây là nhìn mấy cái này giống hành hành lá thì là nha, mọi người ăn thử nha. Cái này vẫn đậm mùi cá viên như bình thường, nó chỉ thêm mỗi hương thì là thôi, ăn vô ấy thì cái độ nồng thì là nó ép được cái mùi tanh của cá viên nha. Mà cái này thích hợp cho những người phải biết thì là nha, ai mà không biết ăn thì ăn nó cái vị thì là hơi khó ăn một chút nha. Theo mình ăn thấy ăn thì rất ok nha. Mọi người có thể mua dùng thử, nó không làm mọi người thất vọng đâu, nhưng mà phải dành tín đồ thì lấy thì là nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của mình nha. Mọi người nhớ like đăng kênh, chào lại mọi người nha.